Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 15 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay do tác động của không khí lạnh nên trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm mạnh, nhiệt độ sáng nay chỉ phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn 13 độ. Trong trưa và chiều ngày hôm nay, tại các tỉnh đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời tiếp tục âm u nhiều mây, đôi lúc có mưa nhỏ nên nhiệt độ không tăng cao, chỉ dao động quanh mức từ 17 đến 19 độ. Sang đến ngày mai, ngoài tác động của không khí lạnh tầng thấp, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu tác động của dòng xiết gió Tây trên cao, nên trời âm u và tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Vùng mưa sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi. Nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm thêm xuống mức xấp xỉ ngưỡng rét đậm. Sang đến ngày 17, dòng xiết suy yếu thì mưa sẽ giảm hơn, tuy nhiên trời tiếp tục rét buốt về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động trong khoảng từ 12 đến 15 độ. Riêng một vài nơi thuộc vùng núi cao như tại khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn còn có thể hạ xuống dưới ngưỡng 11 độ. Vào trưa chiều trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 18 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn khoảng 2 độ, dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Đến với các tỉnh Trung Bộ, do tác động của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh ở tầng thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên mưa vẫn xảy ra nhiều nơi tại khu vực Trung Bộ. Từ nay cho đến hết ngày 17 tháng 12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và từ ngày mai, ngày 16 đến hết ngày 18 tháng 12 ở Phú Yên cho tới Khánh Hòa. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa trên 200mm. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to, từ 300 đến 400mm cả đợt. Do mưa lớn dồn dập nên mưa lũ trên các sông khu vực này sẽ lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Thưa quý vị, lũ lớn kéo dài ngập lụt sâu, diện rộng có khả năng xảy ra trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho tới Phú Yên. Người dân cần hết sức đề phòng. Và để biết thêm thông tin chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo ngay sau đây của chúng tôi. Phía Tây Bắc Bộ, ngày mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 18 cho tới 21 độ. Đến ngày 17, ngày 18, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất từ 20 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong ngày mai trời còn nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác tập trung tại các tỉnh vùng núi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ cao nhất trưa chiều chỉ phổ biến trong khoảng từ 16 cho tới 19 độ. Hai ngày tiếp theo phổ biến trời không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 2 độ, dao động trong khoảng từ 18 cho tới 21 độ, đêm và sáng trời rét. Đối với các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày 16 trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Phía Nam có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Đến ngày 17, ngày 18, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng phía Nam sẽ có mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất trưa chiều phổ biến từ 20 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Khánh Hòa, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Trở vào Tây Nguyên, ngày mai phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đến ngày 17 và ngày 18, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh phía Bắc, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Hai ngày tiếp theo, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Tại thủ đô Hà Nội, ngày mai trời còn nhiều mây, âm u, gió Đông Bắc đến cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất trưa chiều chỉ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Hai ngày tiếp theo phổ biến không mưa, trưa chiều trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 2 độ, dao động trong khoảng từ 18 đến 21 độ, đêm và sáng trời rét. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, tàu thuyền không nên ra khơi vào thời điểm này để đảm bảo an toàn.
Trong khi đó, khu vực quần đảo Trường Sa, trời có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.